tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng biết solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi, anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả tính cả môi. Nhà em có mấy quả đôi thì anh cũng tính cả rồi, tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng biết solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi, anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả tính cả môi. Nhà em có tới mấy quả đôi thì anh cũng tính cả rồi. Em mở thung lũng ném quả còn lên không trung, anh mất đi tình cảm hứng trong chuỗi ngày bị mông lung. Anh cầm trên tay cây nỏ ngắm phát tâm nhưng không trúng, nhưng mà lỡ bị em gây thương nhớ bắn bắt tim mà không súng. Trai bạn em chơi đàn tính còn anh thì gầy guitar, anh thì không biết múa khen nhưng mà giỏi quẩy vina. Yêu em mình nơi cũng chẳng mặc dù không giỏi đi xa, anh lại còn giỏi cả thi ca biến homestay bản thành villa. Tấm lòng anh không phải thủ giữ không cần mổ bụng thì mới được xem, mấy anh thanh niên trong bạn phải biết uống rượu mới tán được em. Nhà sàn của em sắt bất nhưng đang đồng ý mới có đường lên, anh thì số vốn đen đuổi không biết lần này liệu có được lên. Thì nó ơi, à lôi, hai chúng mình thì cùng đẹp nết, đẹp cả đôi. Hội trai bạn để anh dẹp hết, chốc cả hội trong cây kiến cả quả đôi. Xong dắt em đi về nhà thôi. Ơi, ơi, nó ơi, thoáng em mây cũng chiều, mây sóng cùng lội mây đều cũng qua. Người hay thắng. À lôi, người miền núi chất nói à lôi, hiện lên những chiến như gà trọi.